Phụ Kiện Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng truy cập và theo dõi kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Trước khi vào nội dung chính của video clip ngày hôm nay, rất mong các bác và anh em nào chưa ấn nút đăng ký kênh thì có thể bỏ ra từ 5 đến 10 giây quý giá của mình để ấn nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể cập nhật đầy đủ và chính xác nhất những video clip mà Phụ Kiện Audio đăng lên mỗi ngày. Và nếu như các bác và anh em chúng ta đang có nhu cầu cần tư vấn phối ghép lắp đặt những cái trong hệ thống âm thanh của các bác và anh em, quý các bác và anh em xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và kính thưa các bác và anh em, trong video clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em đây những cái dòng dây tín hiệu, những dòng dây Canon được cái này, dây av với cái phiên bản hàng bãi Nhật. Nhưng phiên bản lần này nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều so với những cái phiên bản trước đây em đã giới thiệu trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Nói về những cái dòng dây tín hiệu hàng bãi Nhật, dòng dây Hitachi thì trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio, từ dây loa này, dây tín hiệu av này, dây bông sen này, dây RCA đó, dây balance, dây canon đực cái, dây dành cho dàn karaoke như là dây mic không dây, dây mic có dây thì cũng đã có rất nhiều cái video rồi. Nhưng mà cái phiên bản, cái bộ dây ngày hôm nay nó đem đến một cái chất lượng và cái độ xịn sò nó hoàn toàn khác các bác và anh em nhé. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em đây dòng dây canon đực cái, dây ba lăng như này đó, dây canon đực cái, cốt dây thì vẫn là 100% là dây của Hitachi hàng bãi Nhật như này các bác và em nhé. Đó, tất cả những cái mã trên dây thì sẽ đều chạy dọc theo chiều dài của dây này, nên là các bác và anh em yên tâm 100% nhé. Toàn bộ là cốt dây là dây của Hitachi hàng bãi Nhật xịn luôn. Đó, hàng xịn thì các bác và anh em này, chúng ta nhìn này, lấy tay xoa đi nhá, lấy tay kỳ này, nó cũng không bay chữ, nó không như những hàng đều, hàng tàu, hàng nhái trên thị trường. Đấy, cái bộ này các bác nhìn cái đầu giáp, phiên bản đầu giáp lần này nó là phiên bản đầu giáp Canon được cái như này, nhưng mà là phiên bản đầu giáp carbon các bác và em nhé. Phiên bản đầu giáp carbon này sẽ đem đến thứ nhất là cái độ tiếp xúc của cái đầu giáp này rất là tốt này, thứ hai là về cái độ xịn sò, cái độ sang trọng của sản phẩm được tôn lên rất là nhiều. Ở đây em sẽ cũng đã có chuẩn bị cái đầu giáp này để các bác và anh em chúng ta dễ dàng nhìn hơn này. Đó, đầu đực và đầu cái nhá, đầu đực có 3 chân này, đầu cái có 3 lỗ. Về cái tiếp xúc của cái sản phẩm, cái đầu giáp này thì các bác và anh em không cần phải lo ngại gì, không cần phải đắn đo gì nữa rồi. Quay này, tiếp xúc phải nói là cực kỳ tốt và chặt chẽ luôn. Mà khi mà đã DIY như cái bộ rác này vào thì cái sợi dây tín hiệu hàng bãi Nhật nó được nâng tầm đến rất là nhiều. Đấy, các bác em nhìn qua cái đầu rác này, vỏ bọc carbon bên ngoài các bác em nhá, vỏ bọc carbon bên ngoài cái đầu rác như này, cầm vào chúng ta đã nhìn thấy ngay cái độ sang trọng của cái sản phẩm rồi. Và đây thì em đã DIY hoàn chỉnh, hoàn thiện thành một bộ như này. Đấy, các bác và anh em chúng ta về chúng ta dễ dàng chúng ta cắm rút rồi. Đấy, chỉ việc chơi thôi. DIY một cách cẩn thận nha các bác và em nhé, DIY một cách cẩn thận, đều đo đạc đầy đủ trước khi gửi cho các bác và anh em, thế nên là chúng ta không cần phải lo đến cái trường hợp gọi là bị chập cháy thiết bị, chắc chắn là sẽ không xảy ra nhé. Và đặc biệt những cái dòng dây tín hiệu của Hitachi thì sẽ chống nhiễu, chống xô xạ 100%, phải nói là thế, chống nhiễu, chống xô xạ 100%. Với cốt dây thì sẽ là cốt đồng mạ bạc, như những cái dòng dây trước đây thì toàn bộ dòng dây của Hitachi đều là cốt dây đồng mạ bạc cho một cái tốc độ, nhất là mạ bạc và thì cái độ truyền tải tín hiệu nó sẽ nhanh hơn, chính xác hơn, chuẩn xác hơn. Và khi mạ bạc nữa thì cái giải trung cao và cái giải chép của bác và anh em sẽ được cải thiện rất là nhiều, và cái độ chi tiết của bản nhạc nó cũng được nâng lên. Và đây là một bộ Canon đực cái như này. Đấy, Canon một đầu đực, một đầu cái như này. Và ngay bên cạnh đây chính là một bộ dây AV các bác và anh em nhé, một bộ dây AV bông sen. Và phiên bản ở đây thì cũng là một cái phiên bản đầu giáp nó rất là xịn sò. Em sẽ bỏ cái này ra để cho các bác và anh em chúng ta dễ nhìn hơn với cái đầu giáp này. Đó, cốt dây thì vẫn là Hitachi rồi các em nhé. Đây, cốt dây này, cốt dây vẫn là Hitachi này. Phiên bản lần này đã em đã sử dụng cái phiên bản là đầu giáp khóa gen như này, thế nên là cái tiếp xúc nó rất là chuẩn xác luôn. Đây, cũng sẽ hướng dẫn các bác và anh em chúng ta cách sử dụng nhá. Đầu tiên là khi mua về nó sẽ là như này các bác và em, khi cắm vào như này sẽ không cắm được, các bác và anh em đừng cố cắm vào, thứ nhất là sẽ gây cái tình trạng gọi là hỏng cái chân đầu giáp này rất là phí nhá, hỏng cái chân đầu giáp thì chúng ta sửa nó rất là phí. Đấy, đó các bác và anh em chúng ta về chúng ta xoáy ngược chiều kim đồng hồ này nhá, đó xoáy hết ra, sau đó xoáy cắm vào thì các bác và anh em siết chặt lại này thì cái tiếp xúc nó rất là chắc chắn luôn. Đó, và khi mở ra các bác và em cũng nhớ là chúng ta sẽ xoáy ngược lại như này. Đấy, sau đó mới rút ra nhá, chứ không phải là siết chặt vào rồi khi mà chúng ta giằng ra rút ra mà mạnh quá cái tình trạng nó bung cái đầu giáp ở đằng sau cái thiết bị của chúng ta ra. Đấy, đây là một bộ dây AV này và đầu giáp là AV carbon khóa gen thông minh các bác em nhé. Đấy, một bộ AV khóa gen thông minh. Khi mà em lựa chọn cái màu đen này nó trùng cái tông màu này hơn một chút. Đấy, sẽ có phiên bản màu ghi sữa này, một bản màu đen như này nữa. Đấy, cho các bác và anh em xem này, cái độ chất lượng, cái độ chi tiết của cái sản phẩm. Những cái phiên bản đầu giáp phải nói là rất là xịn sò. Ở đây thì em cũng có chuẩn bị để cho các bác và anh em xem một số những cái cốt dây mà em lựa chọn để DIY vào những cái cốt dây, dòng dây cao cấp như này. Đấy. Đầu tiên này em sẽ bỏ cái lớp này. Khi mà dòng dây, những cái dòng dây tín hiệu Hitachi thì em sẽ đều lựa chọn những cái dòng dây mà nó có cái độ cái lớp áo chống nhiễu, là lớp sắc rắn bên ngoài nó rất là dày dặn như này để nó xả toàn bộ nhiễu, xả toàn bộ tín hiệu sôi sạn ra ngoài, tránh ảnh hưởng vào những cái bên trong. Đấy, bên trong này, bên trong còn lớp ni lông này nữa này. Đó, xong rồi bao giờ cũng sẽ có những cái lớp cao su này để tránh cái tình trạng gọi là để các bác và anh em khi sử dụng tránh co giãn dây nhá. Đó, tránh gãy gập dây nữa. Và cốt dây này, tôi cắt cái cao su này ra cho các bác và anh em chúng ta dễ nhìn hơn cái đầu cái cốt dây. Các bạn nhìn cái cốt dây này toàn bộ là đồng mạ bạc nhá, nghiêng ra một chút là các bác và anh em sẽ thấy ngay cái ánh đồng nó ánh lên này. Đấy. Và trong này không phải là một sợi đơn như này các bác và em nhá, rất nhiều những cái sợi nhỏ, rất nhiều những cái sợi đồng nhỏ bện theo cùng một chiều vào nhau để tạo ra một cái từ trường chống nhiễu. Đấy, rất là nhiều những cái cốt dây này. Đấy, các bác và em chỉ cần cạo, lấy cái dao cạo một chút chúng ta sẽ thấy ngay cái lớp đồng bên trong và lớp mạ bạc bên ngoài. Cái dòng dây của Hitachi rất là chất lượng, và mức giá để sở hữu những cái bộ dây tín hiệu cao cấp này cũng rất là hợp lý để cho các bác và anh em chúng ta có thể tham khảo. Đầu tiên là về một bộ đầu rắc AV này nhá các bác và em nhá, một bộ đầu rắc AV với phiên bản đầu rắc AV carbon khóa gen thông minh này, DIY trên cốt dây Hitachi hàng vải Nhật, mức giá là 550.000 đồng một bộ sản phẩm này các bác và em nhá. Một bộ sản phẩm này mức giá là 550.000 đồng. Đó, 550.000 đồng. Còn một bộ dây canon đực cái như này thì sẽ có mức giá 700.000 đồng một bộ. Một đầu canon đực này, một đầu canon cái. Các bác và anh em khi mua hàng có thể yêu cầu là ví dụ là thiết bị các bác và anh em sử dụng một đầu AV ra canon cái như này, đó, hai AV ra hai canon cái hoặc hai AV ra hai canon đực như này thì em cũng sẽ DIY được cho các bác và anh em nhé. Và mọi thông tin chi tiết về những cái mẫu dây này các bác và anh em xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi kênh YouTube của Phụ Kiện Audio, và hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em trong những video clip giới thiệu sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.